tích 87, bọn cướp chia của. Thổ sư có đám đạo tặc chuyên đi cướp bóc, tài vật cướp được thì cứ theo thứ bậc mà phân chia. Lần ấy, chúng cướp được vô số tài vật quý, nên chẳng để ý đến bộ y phục phai màu dệt từ lông cừu ở lộc giả, và đã chia nó cho kẻ thấp hèn nhất, khiến gã buồn rầu tự trách than. Kẻ thấp hèn đem bộ y phục ra thị trấn bán, và vui sướng tột cùng khi có mấy trưởng giả giàu có đến và trả nó với một cái giá cao gấp bội số tài vật của cả toán cướp. Việc làm bố thí của người thế gian thì cũng vậy, họ làm chút bố thí rồi được sanh lên trời, thọ hưởng vô lượng vui sướng. Nhưng khi đã sanh lên trời, họ lại hối hận vì nếu biết bố thí lại được quả báo lớn như thế thì đã bố thí rộng lớn hơn. Đây cũng như gã thấp hèn kia, tưởng là bộ y phục cũ nhưng hóa ra lại rất quý giá vậy.